Hai, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay là buổi sáng hôm qua mình thức khuya quá, thành ra mệt mỏi không làm được clip. Và hôm qua mình cũng có nhận được một tin nhắn nói như thế này nè. Khi anh chơi game xong một game nào đó, anh sẽ làm gì với cái số đồ mà đồ của mình cày cũng khá là ổn á. Vậy thì mình sẽ làm gì chứ? Vậy thì mình sẽ làm gì với số đồ đó? Thì để trả lời cái câu hỏi đơn giản này thôi, là tất cả những đồ gì mình cho được các bạn, những đồ gì mà VIP nhất hiện tại hay đồ gì đó trên người thì mình vẫn sẽ dành cho tất cả các bạn mà mình biết ở trong bang của mình. Như các bạn cũng biết á, là chơi không thể là chơi gọi là chơi cá nhân được, chơi là phải chơi tập thể. Thì những cái món đồ của mình á, mình sẽ dành tất cả các món đồ đó cho bang. Thì như hôm qua, đây là như hôm qua mình bỏ rất là nhiều đồ 7, đồ 8 nhá. Cống hiến nhiều thế. À, bạn này có áp dụng theo cách của mình đi cày đồ lấy điểm kho này. Đây, mình bỏ rất là nhiều đồ 7 này. Đồ 7, đồ 6. Đồ 7, đồ 6. Đồ 8 hôm qua cũng có bỏ mà nó ở đâu ta? Nè, có cả đồ 8 luôn nha. Thì mình sẽ dành tất cả món đồ đó dành cho mọi người. Ai có nhu cầu sử dụng thì cứ việc vào kho bang mà lấy. Sẵn tiện á, thì mình đang làm clip này, mình sẽ bỏ tiếp những món đồ 8 mình sẽ càn quét hôm nay. Và tranh thủ mình nhận coi có cái gì không. Thẻ tuần hết hạn nhận nếu bao VIP. Tiền thì không nạp, chơi thì cày cho vui, cày được vài bữa cái xong là bỏ. Thì ở đây vô thôi, boss đâu ta, mình sẽ cần quét nha. Đây được món đồ 8 này. Rồi, sai đồ 7. Mình cài quét lộ rồi. À đúng rồi, đúng rồi, mình chưa đánh cái con này. Kệ đi, không sao. Có đồ 7 nè. Đồ 8 thì hên xui ra này. Quét tiếp đồ 7. Được 2-3 món đồ 7 gì á. Nó ra đồ bậc 8 không ra đồ 2 sao cũng như không. Rồi đã được đồ 8 2 sao nè. Đồ 8 à. Đồ 7 nè. Úi trời. Đồ 8, đồ 7. Diệt. Rồi. Ra được đống rác này nữa. Rồi, ok. Vô, vô. Vô. Vô kho. Lấy đồ. Nè. Bạn ơi sao lại bạn lại triệu hồi mình? Các bạn. Vô. Thì mình báo quay kiểu gì các bạn ấy cũng sẽ hiểu là các bạn vô kho lấy đồ thôi. Và mình vẫn sẽ bỏ vào kho bang.
Tuy đúng lý là mình phải xóa game nhưng mà mình chưa xóa game thì không sao. Đây. Vô. Ở đây hôm nay là mình quét được hai món đồ đỏ bậc 8. Hai món trang bị này cũng được. Không sao, không sao, không sao. Đồ 8 là mọi người đang hiếm mà, mọi người đang rất cần luôn á. Nên là thành ra là mình cứ quét được bao nhiêu thì mình quét. Cống hiến luôn. Rồi kỹ năng bang. Kỹ năng bang thì hầu như mình cũng không cần phải sử dụng nữa, nhưng mà mình cứ chơi cho thoải mái đi. Ai thiếu gì mình bỏ cái đó. 600 điểm nữa. Không biết bạn nào là có bạn nào lấy chưa? Còn đồ bậc 7 nữa hả? Và sau đây là mình chỉ còn một đống rác. Các bạn thấy mình chơi lớn không? Chơi game là như thế. Chơi có tinh thần đồng đội. Nếu mà ai muốn lấy đồ gì, bất cứ món đồ gì trên người mình có mình sẽ cho hết. Bởi vì đây là mình cái game này mình không còn chơi game được nữa. Đây là mình buộc phải bỏ. Và thôi, nói chung là clip về hiện tại là mình giải quyết trả lời thắc mắc dành cho các bạn. Mình làm gì với cái sơ đồ khi mà mình nghỉ game, không còn chơi cái con game. Đó là cái giải quyết cách tốt nhất, thuận lòng cho hai bên. Vâng, và nói chung là hiện thì cảm ơn mọi người đã theo dõi cái mình cái game này trong thời gian vừa qua nha. Mình sẽ tiến hành vào cái con game khác. Thôi, bye bye mọi người này. Nhớ đăng ký kênh, like, share video cho mình nha. Bye bye.